Xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Phạm Hùng Stock Video ngày hôm nay thì em sẽ đi vào thị trường ngày 9 tháng 10 2023 Chúng ta thấy được thị trường ngày hôm nay tăng với cái ngưỡng là 8,82 điểm tương ứng với 0,78% Và uh, chúng ta thấy hôm nay cái giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là bán dòng 710 tỷ đồng Và họ bán những mã nào? Hầu hết hôm nay họ bán cũng uh, chủ yếu là bán cái chỉ số này, quỹ này và bán vic bán pau rất là nhiều anh chị nhé. còn một vài các mã mà đợt vừa rồi họ đã trading họ lãi rồi thì họ chốt là chuyện bình thường. anh chị để ý như vic này, như ni này thì đợt vừa rồi là họ xuống đáy họ mua rất là nhiều và lên thì họ họ chốt thôi họ ăn năm bảy lúc nào họ cũng luôn luôn ở trong tình trạng có thể là trading bởi vì sao họ đang cầm quỹ rất là lớn và bắt buộc họ phải có lợi nhuận đấy bắt buộc phải có lợi nhuận và họ đã cam kết với khách hàng là 10 đến 20 phần trăm một năm thì chắc chắn là họ phải làm bất kể cái điều gì để cho có lãi họ có thể sang phái sinh để đạp xuống để sọt để loan làm sao để thị trường làm sao mà kể cả lúc xuống thì họ vẫn có lời đấy đấy là một cái cách đầu tư đấy còn mình thì mình sẽ theo cái chỉ số Index mình uh, đã theo cơ sở rồi thì sẽ theo uh, lâu dài hơn thì chúng ta thấy được hôm nay thị trường cũng gọi là tăng điểm vẫn trong cái đà nghi ngờ thôi anh chị nhé hôm nay không có dòng tiền uh, mới nào vào đâu thực ra hôm nay không có dòng tiền mới vào hôm nay chỉ là một trong những cái phiên gọi là vào thăm dò đấy hôm nay thì em cũng vào thăm dò một ít thêm uh, dòng chứng khoán một vài các cái mã khác uh, đợt vừa rồi có cái dấu hiệu giảm mạnh như là Vic này hôm nay em cũng vào thêm một chút này, gọi là vào thăm dò thôi. Còn để mà nói nếu khi mà đã vào full rồi thì chắc chắn cái uh, mã Vic này nó phải đạt được một cái điều kiện gì đấy cho bản thân mình và cho cái đội của mình thì mình mới uh, sẵn sàng là khuyến nghị và sẵn sàng Là tham gia thêm. Thế còn bây giờ chỉ là mình uh, giải ngân một chút 10 đến 20% vào đã để xem xem uh, nó tình hình có ổn không? bởi vì sao em lại thấy như vậy? thứ nhất là em thấy được là cái volume đang cạn dần này, đấy thì đang có cái dấu hiệu uh, cạn kiệt và đang có dấu hiệu chấm dứt cái đà điều chỉnh. thứ hai là cái đường mà ACD đang chuẩn bị hướng lên, đấy. thì chúng ta chỉ nhìn vào cái này thôi, thì đang thấy được cổ phiếu đã có cái dấu hiệu dòng tiền vào và lực cầu nó dần dần nó khỏe trở lại, nên là anh chị nhà đầu tư Uh, cứ nghiên cứu cái mã này đi và anh chị thấy được uh, trong cuối tuần thì em có làm một vài các cái uh, mã cổ phiếu ví dụ như là fts si vnd ceo đặc biệt là ceo nha em vẫn tâm đắc mã cổ phiếu này uh, bất động sản này đã mua được chưa và top 5 cổ phiếu đấy thì anh chị nào mà chưa xem thì có thể xem lại cái các cái video của em nhé trong hai ngày cuối tuần ba ngày cuối tuần em ra rất nhiều video để cho anh chị nhà đầu tư tham khảo và xem cho đỡ buồn bởi vì cuối tuần mình nhiều người không đi đâu chơi cả thì người ta bật tivi người ta xem tham khảo tin tức thị trường đúng không và anh chị nhà đầu tư để ý này hôm nay SI nhé RSI thì vẫn có cái dấu hiệu xanh điểm, tuy nhiên là chạm vào ngưỡng mà 20 không bị bán mạnh thì em cho rằng đây là một cái dấu hiệu rất tốt và chuẩn bị cái hai cái đường mà CD này cắt nhau này và mà CD là chuẩn bị cắt và và hướng lên và xanh và dương rồi đấy. Còn RSI thì vẫn tiếp tục đà tăng đáy sau cao hơn đáy trước anh chị nhé. Mặc dù là ở trên diễn biến thị trường cây các cây nến là đáy sau là thấp hơn đáy trước. Tuy nhiên là RSI đáy sau cao đáy trước thì em thấy được là cái đây chỉ là một cái vùng giá gọi là gom hàng của đội lái thôi. Trưa nay em có ra một cái video tại uh, là nhận biết tại sao mà các cổ phiếu dòng chứng khoán lại đang được gom hàng. Đấy. Thì chúng ta nếu mà không không biết thì anh chị có thể xem cái video này em mới đăng từ lúc trưa nay. Đấy. Và chúng ta thấy được cổ phiếu này, em thấy là mới gom được có vài phiên thôi Mới gom được có vài phiên Chứ không thể nào mà gom hết được cái lượng Free Float của cái cổ phiếu này đâu ờ, Khả năng cao là sẽ phải gom tầm 500 triệu cổ phiếu thì mới đánh được, mới kéo lên được đấy Mà bây giờ muốn gom thêm 500 triệu cổ phiếu nữa ấy, Thì em nghĩ là cổ phiếu nó phải đánh bút thoát khỏi vùng giá 3637 này Thì mới gom được chứ không bao giờ có cái chuyện là để cái giá nó không bứt thoát khỏi cái vùng 3637 mà nhà đầu tư kẹp vùng này họ bán cho anh chị nhà đầu tư lớn đâu đấy nên là cái tâm lý của tạo lập là như vậy họ sẽ đánh bứt thoát từ vùng này và họ sẽ retest lại ở cái vùng ngưỡng 37 để làm sao nhà đầu tư mua ở cái vùng này họ hoảng loạn khi mà cổ phiếu xuống giá 37 sợ sập tiếp một lần nữa thì lúc đấy họ bán lúc bán xong rồi thì nhà đầu tư lớn họ gom được đủ cái lượng hàng lúc đấy họ mới kéo tiếp anh chị nhá thì đấy là một cái tâm lý và chúng ta luôn luôn phải đi theo cái mô típ của họ đi theo cái dòng tiền của họ à, mã nào không có dòng tiền em không chơi không tham gia đấy còn mã mà đã có dòng tiền rồi thì chúng ta tham gia thoải mái đợt vừa rồi em nghiên cứu rất nhiều các cái mã trên thị trường có dòng tiền tuy nhiên chỉ có một vài mã Ờ, những dòng chứng khoán là lan tỏa cả dòng luôn là có dòng tiền này đặc biệt những cái mã đầu ngành VND như uh, VIX thì kéo trước rồi uh, shs này mbs này và fts này, đặc biệt là fts anh chị nhé fts hôm nay vẫn tiếp tục có đà tăng và em nhìn cái này cái cái biểu đồ này là khả năng cao là ngày mai thôi là nó bứt thoát khỏi cái giá 35 rồi bởi vì nó đang rất muốn đang rất muốn uh, uh, chạy rồi anh chị nhé. đây đang gọi là đi ngang, đi uh, lên một chút. thì cái volume nó ngày càng cạn kiệt này, volume ngày càng cạn kiệt. tại sao mà về cái vùng đỉnh cũ này mà lực bán nó cạn kiệt như vậy? thì rất dễ thôi. nếu mà dòng tiền nó ngày mai tích cực thêm một chút từ ở vĩ mô thì chắc chắn dòng tiền nó sẽ vào lan tỏa cái dòng chứng khoán. hôm nay chỉ là một vài các cái nhóm ngành thôi. tuy nhiên ngày mai thì dòng tiền sẽ lan tỏa hơn đấy nên anh chị nhà tư chú ý mà FTS lần này là một này BSI thì sao à, BSI hôm nay cũng có mức tăng khá là tốt này 5,13 này à, cực kỳ tốt luôn anh chị nhé hôm nay được kéo ATC đấy ATC là các đội lớn họ làm giá thì khả năng cao là họ các cái đội lớn là họ đang muốn cổ phiếu này là về vùng đỉnh cũ là uh, mua lại rồi là là anh chị nhà đầu tư phải phải bán hàng cho họ rồi để làm sao để sắp tới mà có cái game mới ấy, là kiểu gì cũng sẽ sóng sánh cái thứ là cao lắm đấy sóng thần đấy anh chị nhé thì chúng ta phải để ý những cái mã này và mọi người để ý nhé khi cổ phiếu mà nó có volume nó thấp như này thì lúc đấy chúng ta mới sợ đấy bởi vì sao lên càng cao thì volume nó càng thấp giá trị nó càng cao thì uh, Uh, phân phối thì sẽ phân phối vào những cái phiên này họ sẽ phân phối dần anh chị nhé không thể nào mà phân phối một um, lúc là là một phiên là uh, xong đâu đấy còn những cái phiên trước đấy là sao là dòng tiền họ vào lớn cực kỳ lớn luôn anh chị nhé đó để em xem nào rồi uh, tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với cái dòng uh, bất động sản đi bất động sản thì hôm nay có gì ạ sell là đặc biệt nhất anh chị nhé sell vẫn luôn luôn là gọi là niềm tự hào rồi thì nhiều anh chị ngày hôm nay là có thể cơ cấu được mã cổ phiếu CEO rồi, rồi. chúng ta có thể sang những cái mã dòng khác uh, thì tùy uh, vào cái uh, diễn biến và tùy vào cái khả năng nắm giữ của anh chị nhà đầu tư thôi còn uh, thời điểm thời điểm này thì em sẽ đưa ra những cái mốc target ngắn cho anh chị đầu tư nếu mà có gom ở cái vùng dưới đáy này thì thứ nhất là chúng ta sẽ thấy được cái ngưỡng target tiếp uh, theo là 20.5. Uh, tiếp theo nữa là 22 và uh, 24 anh chị nhé Thì chúng ta sẽ nốt lại giúp em. Uh, sẽ cho anh chị nhà đầu tư những cái điểm cắt lót uh, à những cái điểm chốt lời. Bây giờ hầu như uh, ai nhà đầu tư nào mà mua vùng đáy này đều có lời rồi. Và những nhà đầu tư cắt lót thì chúng ta sẽ căn là nếu mà có về được vùng giá 24 xem cổ phiếu mạnh hay là yếu chúng ta sẽ xem xét nhá Còn nếu mà chúng ta thấy được cổ phiếu nó vẫn mạnh khi mà giảm về cái vùng giá 22 này vẫn tiếp tục có cái lực đỡ và volume nó cạn kiệt thì chắc chắn là cổ phiếu nó đang mạnh cổ phiếu mạnh thì chắc chắn là sẽ có sớm rồi sẽ có cái dấu hiệu nó kéo lại về đủ vùng đỉnh cũ nên anh chị đừng quá lo lắng nhé anh chị nào mà chốt lời xong rồi thì chúng ta quan sát thêm một vài phiên Đấy, để nghiên cứu các cái mã khác tiếp theo này uh, em sẽ uh, đi vào mã DIG sao hôm nay cũng là một cổ phiếu khá là mạnh rút chân này hôm trước em thấy là có cái sự rút chân khá tốt này đấy mặc dù là có thể nó sẽ làm nền này một thời gian ở dưới vùng tầm 24 đi dưới vùng 24 khả năng cao nó sẽ làm một cái nền một thời gian tầm 3 đến 5 phiên có thể là 7 7 phiên. Đấy, nhưng cái xu hướng chung của mã này và ngành bất động sản là vẫn có sự hồi phục. Đấy, nên là anh chị nhà tư nếu mà có nắm giữ uh, hoặc là kẹt hàng ở vùng trên thì chúng ta phải chờ đợi thôi. Nếu mà cắt lót ở cái vùng này thì chúng ta sẽ rất khó để tìm những cái mã cổ phiếu mà chúng ta kỳ vọng hơn. Bởi vì sao bây giờ nó hồi phục được từ 23 về đến 27 thì cũng chúng ta cũng rất là khó tìm những cái mã cổ phiếu mà cho mình lợi nhuận 20%. Đúng không? Thì thà chúng ta cứ giữ còn hơn là chúng ta cứ đi đảo hàng này, đảo hàng kia xong rồi mình lại còn dùng margin nữa. Khi mà bán đi thì chúng ta lại mất cái vị thế mua. Đang uh, sử dụng tầm uh, 3000 cổ phiếu chẳng hạn, khi mà bán đi cái mua lại thì chỉ được tầm 1000 2000 cổ phiếu thôi thì lúc mà cổ phiếu nó lên nó hồi lên ấy thì anh chị lại có lợi nhuận nó thấp đấy thà là anh chị nắm giữ nguyên 3.000 ngay từ đầu đấy nó cổ nó 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 giảm xuống nó hồi lên thì nó cũng nhanh thôi đấy thì cái cách tư duy của chúng ta là như vậy còn nó giảm sâu quá thì bắt buộc là chúng ta phải xử lý và nó chạm đến cái ngưỡng bình thường là nó bị giảm khỏi cái ngưỡng hỗ trợ này là chúng ta đã phải xử lý rồi ấy, anh chị nhé Tuy nhiên là nhiều anh chị nhà đầu tư bận công việc thì uh, căn những cái nhịp hồi thì chúng ta phải xử lý thôi. Đấy còn nhịp hồi này em đánh giá là sẽ về tầm 23.7 cho đến 24 để chúng ta xem xét. Đấy, mạnh hay yếu như nào đã nhé. Đấy còn volume thì em đánh giá là đạt rồi, không có vấn đề gì cả nhá. Còn mã CD cũng đang có cái dấu hiệu là hồi phục. Đấy thì chúng ta kỳ vọng ở nhịp này là tạo đáy thôi. Đấy, PDR thì sao anh chị? VDR thì em thấy là hai đáy xong xuôi hết rồi này. Đây hai đáy xong xuôi rồi. Ờ, chữ V kép này thì khả năng cao là cũng break đỉnh sớm thôi anh chị ạ. Đấy, volume hôm nay đâu có nhiều đâu, cạn kiệt rồi. Đúng không? Đấy, và cái dòng tiền nó họ liên tục họ gom này. Đấy. Và cổ phiếu này thì em đánh giá là cực kỳ tốt rồi, không có cái gì để chê cả anh chị ạ. Uh, tiếp theo này sẽ là một cổ phiếu uh, dòng uh, à xem nốt đất xanh đi uh, đất xanh thì cũng giống sell thôi thì cũng hôm nay cũng tăng Sell với đích hôm nay cũng tăng đấy thì không có vấn đề gì để chê cả chúng ta sẽ quan sát nha uh, xem dòng thép đi uh, dòng thép hôm nay bắt đầu có một chút volume rồi bắt đầu có một chút volume Tuy nhiên so với trung bình 20 phiên thì uh, cái volume nó vẫn khá là thấp đấy nhưng đến hôm nay thì em xác nhận là cổ phiếu này đã tạo đáy xong đấy, đã tạo đáy xong volume này cạn kiệt này khả năng ngày mai thì mới uh, có cái volume nó quay trở về và kéo bứt thoát khỏi cái vùng kháng cự này đấy hy vọng là như vậy nhé nam kim cũng vậy anh chị ạ nam kim là về cũng sát cái kháng cự cũ rồi tại sao bây giờ em lại kỳ vọng nam kim hơn là hoa sen ở ờ, tại vì chủ yếu là ông Nam Kim là ông được mà, nới margin sớm ông nới margin cái là anh chị nhà đầu tư biết là khi mà thị trường được mượn các cái mã được nới margin thì nó tăng một mạch từ cái ngưỡng tầm 1170 lên đến 1250 nó chạy đâu đấy khoảng tầm 80 điểm nó chạy 80 điểm anh chị nhé mà đây là còn thị, thị, thị trường chứ không phải là các mã cổ phiếu đâu đây là thị trường nhé mà nới margin cái là nó được chạy mạnh như này và theo thông tin của em được biết là ngày mai công ty em cũng nới margin nữa thì cái lực cầu vào nó dồi dào luôn cái dòng tiền của công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay cực kỳ tốt và có một cái lượng tiền lớn và lực cầu vào như vậy thì thị trường nó sẽ tích cực hơn đấy chị nhé ờ, đấy thì em vẫn kỳ vọng là nam kim hơn Đấy thì nếu anh chị đầu tư nếu mà yêu thích dòng thép thì uh, em Khuyến nghị là vào Nam Kim Chủ, uh, mã này là một mã đầu cơ nếu thị trường mà nó tốt thì chúng ta đầu cơ cực kỳ có lời luôn lời có thể là lên 10 20 lần nó 10 lần thôi 20 lần thì hơi khó 20 lần thì phải đi tầm hai chu kỳ đấy còn 10 lần khả năng cao là như vậy còn chúng ta ăn được cái uh, vùng giá nào nữa tùy thuộc vào chúng ta tham gia từ lúc nào Đấy bây giờ thì có thể lên 60 thì chúng ta vẫn còn có thể kỳ vọng được Vì sao? Nó đã từng lên đến 45 rồi Thì trong cái chu kỳ này cái lợi nhuận nó lớn hơn Thì không có lý gì mà chúng ta không kỳ vọng nó lên 60 cả Có thể về sau anh chị xem cái lại cái video này Giá của cổ phiếu nó có thể thay đổi Bởi vì nó chia tách cổ phần Thì giá nó sẽ mềm hơn Đấy ờ, Tiếp theo này ờ, hãy xem HPG đi HPG thì hôm nay nó vẫn gọi là yếu hơn Nam Kim bởi vì sao anh chị Nam Kim thực ra nó là cổ phiếu nó free float nó không có nhiều như HPG có margin lớn trong ngành Tuy nhiên là margin lớn đồng nghĩa với việc là lượng hàng trôi nổi ở ngoài cũng lớn nên việc cổ phiếu này nó kéo lên một nhịp cũng sẽ bị ảnh hưởng và sẽ bị đạp xuống rất là mạnh đấy nên là cổ phiếu nó cũng chỉ dừng ở đây cái ngưỡng tầm 25.5 này thôi một ngày nó giao dịch đây là hôm nay volume thấp 11 triệu cổ đấy mỗi một cái khung giá là nó nó phải mua như 25.35 này nó phải khớp đến cái 1 .9 triệu 9 cổ phiếu này nó mới break được cái 25.35 mà 25.4 nó phải break nó phải mua 2.66 6 triệu đấy chúng ta thấy khủng khiếp không? chúng ta phải thấy được là cổ phiếu này nó phải tốn bao nhiêu tiền nếu mà nó muốn kéo trần ấy em rất ít khi thấy hội hòa phát trần anh chị nhé rất ít khi thấy hòa phát trần từ cái đợt này là hồi lên gọi là kỹ thuật đấy hồi kỹ thuật này thì chúng ta không nói làm gì nhưng mà cái đà trần của hòa phát thì em thấy rất rất khó rất hiếm khi mà thấy hòa phát ờ, tiếp theo chúng ta sẽ xem mã VGS đi à, VGS hôm nay cái lực cầu vào cũng khá tốt anh chị nhé Lực cầu vào khá tốt đấy, không có vấn đề gì đâu nó có cái kháng cự ở vùng này này Tuy nhiên là Dù sao chúng ta cũng thấy được cái volume đợt này Đã có cái dấu hiệu là nó cạn cung rồi Cạn cung rồi thì khi mà bứt thoát cái vùng kháng cự cũ này nó sẽ rất là nhanh Đấy và Chúng ta sẽ target tầm giá 22 nó quay trở về 22 nhé Đấy Và anh chị nhà đầu tư muốn xem thêm mã nào có thể inbox trực tiếp cho em em để trên uh, Zalo trên số điện thoại Em để trên màn hình nhé Ờ uh, tiếp theo này cổ phiếu ngành đầu tư công thì hôm nay em kỳ vọng có HHV HV tại sao em lại kỳ vọng HV thứ nhất là nó giảm không sâu thứ hai là nó hồi phục nhanh là em đánh giá đây là một cái mã cổ phiếu leader nó khỏe nhất dòng như VCG thì nó cũng khỏe Tuy nhiên là em đánh giá nó có cái sự hồi phục nó thấp hơn và đỡ giá của tổ chức họ không có nhiều họ không quyết tâm đỡ giá cổ phiếu như HHV là đỡ giá này, cực kỳ mạnh này Và không nhất quyết không để cổ phiếu nó rơi Hôm nay chạm chân vào ngưỡng MA20 Rút chân rất là đẹp Và cái cản 17.6 này Thì em nghĩ là nó cũng sẽ dễ thôi Nó sẽ dễ break thôi ờ, Nó khả năng cao là nó sẽ đi lình xình thêm vài hôm nữa Nó chạm đến cái ngưỡng giá tầm uh, 17 này Đấy Đó, Đúng rồi, 17, 17.5 Cản 17.5 anh chị nhé Đấy, cả 17.5 thì nó đi dịch dịch lên 17.5 Nó bắt đầu break như cái nhịp trước này Đấy Nó cứ đi lình xình lình xình lên ngưỡng kháng cự này Rồi đung một cái Là nổ một cây volume trần luôn 36 triệu cổ phiếu Và em đánh giá là cây volume 36 triệu cổ phiếu này Chính xác là một cây xác nhận Là dòng tiền đã vào chung dài hạn rồi Nên anh chị nhà đầu tư không có vấn đề gì Phải lo lắng Anh chị nhìn thấy cái câu chuyện của Techcombank Năm 2020 là biết đúng không Trước một cái con sóng lúc nào nó cũng sẽ có một cái cây volume nó cực kỳ là lớn mà cao khủng khiếp luôn em không quan không quan tâm là đấy là cái, cái cây volume nó xanh hay nó đỏ chỉ cần biết đấy là cây volume cực lớn bởi vì sao xanh đỏ hay như nào thì cũng đều là khớp lệnh đúng không có người mua có người bán và thường là những cây volume to đấy là ở vùng dưới giá rẻ thì là vùng mà nhà đầu tư nhỏ lẻ bán cho nhà đầu tư lớn thường là như vậy đấy mà một khi mà nổ cái volume này thì cổ phiếu nó chắc chắn là chạy dài dài luôn anh chị chạy dài luôn Techcombank năm 2020 giá 20.000 lên đến cuối năm 20 tháng 7 2021 lên đến sắt ngưỡng 60.000 là tức là sao 3 lần đấy 3 lần tài khoản cho anh chị nhà đầu tư mà cái mã cổ phiếu này NAV nó không phải là nhỏ đâu nhà đầu tư vào có thể là vào 1 tỷ 2 tỷ 10 tỷ 100 tỷ bình thường nếu bây giờ anh chị vào 100 tỷ mà gợi lãi 3 lần trong dòng ngân hàng nhé thì cực kỳ là khủng khiếp. Đấy, kể cả mã này anh chị vào nghìn tỷ cũng được. Đấy thì chúng ta phải xem cái 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 mã cổ phiếu mà xác định nếu mà chúng ta tham gia thì cũng phải nghiên cứu về cái free float về cái thanh khoản của cổ phiếu nữa nhé. Ờ HHV đấy là một cái câu chuyện khá là tốt này. Bây giờ em sẽ kỳ vọng HHV hơn. Và dòng thủy sản thì sao? Trong thủy sản thì em xem qua một chút về ANV đi, bởi vì bây giờ thì em thấy ANV nó có dòng tiền tốt hơn VHC. Thì nếu mà có kỳ vọng và muốn đầu cơ, đầu tư thì chúng ta sẽ kỳ vọng vào ANV hơn là VHC. VHC thì thứ nhất là giá trị nó lớn. Thứ hai là free float nó không có nhiều, một ngày giao dịch có tầm 70 tỷ thôi. Còn ANV hôm nay thì sao? ANV là một cây thanh khoản cạn kiệt cung thì nó rơi vào tầm 100 tỷ những cái phiên mà break volume thì nó cũng rơi vào tầm 200 đến 300 300 tỷ đấy thì nó cũng đủ để chúng ta kỳ vọng nhé dòng phân đạm hôm nay thì dòng phân đạm có hóa chất đi hóa chất hôm nay có cái sắc trần từ CSV là một này đấy sẽ về cực kỳ tốt nhất đây là cái dòng tiền vào chung dài hạn rồi chắc chắn là như vậy không cần phải bàn cãi nên là chúng ta sẽ kỳ vọng cổ phiếu này nó về sát cái đỉnh cũ dgc sao anh chị dgc hôm nay vẫn cứ tiếp tục tăng thôi nhưng mà về sát cái đỉnh cũ này đấy ờ, hiện tại thì em thấy được là cái cây volume nó về sát đỉnh cũ này nó hơi kém một chút nếu mà nó vượt khỏi cái đỉnh cũ với cái volume lớn thì chúng ta mới yên tâm được nhé chứ nó cứ đi uh, lình xình như này thì mà không có cây volume lớn như trước đấy thì chúng ta phải coi chừng một chút ấy có thể là cổ phiếu nó đang chuẩn bị muốn giảm nó kéo lên nó đạp xuống anh chị nhé DCM thì sao DCM hôm nay uh, tăng cũng khá tốt này DPM cũng vậy nhé hôm nay cũng bùng nổ thanh khoản đang tăng khá tốt rồi đấy không có vấn đề gì đâu anh chị ạ rồi, thì uh, cái video của hôm nay cũng khá là dài thì anh chị nhà đầu tư nếu thấy hay cho em xin một like, một comment và một đăng ký kênh nhé. Uh, anh chị muốn tham khảo tư vấn đầu tư thì có thể quét qr trên màn hình, uh, Zalo để chúng ta cùng nhau vào cái room trao đổi. Và anh chị nếu mà muốn mở tài khoản cũng quét qr trên màn hình luôn và điền thông tin và mở tài khoản online 5 phút là xong. Cảm ơn anh chị đã đón, đã đón xem, thì hẹn anh chị vào những cái video lần tới nhé.